Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2024, là ngày giỗ của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Chúng tôi lại trở về ngôi thánh đường Tắc Sậy, địa chỉ ngụ tại ấp 2, quốc lộ 1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để thăm ngôi thánh đường Tắc Sậy, nơi có phần mộ của cha Trương Bửu Diệp, để dự lễ giỗ của ngài và để viếng phần mộ nhân dịp giỗ lần thứ 78 của ngài. Trước mặt quý vị là quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Phong, Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu. Vâng, bây giờ là 6 giờ sáng, ngày 12 tháng 3 năm 2024, trời vẫn còn đầy sương mù. Quý vị thấy đó, ngôi thánh đường đang ẩn hiện phía trước mặt quý vị. Trời vẫn còn chưa có sáng hẳn. Chúng tôi đã có mặt tại ngôi thánh đường Tắc Sậy này để tham dự lễ giỗ lần thứ 78 của cha Trương Bửu Diệp. Vâng, một vị linh mục rất nổi tiếng là linh thiêng, luôn ban nhiều hồng ân xuống cho mọi người. Và hôm nay chúng tôi lại có dịp trở về đây để tham dự thánh lễ giỗ lần thứ 78 của ngài và thăm viếng phần mộ của ngài, cũng như là cầu nguyện sự bình an đến cho bản thân, cho gia đình và cho tất cả mọi người chúng ta. Vâng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng phía ở ngoài đường đã có rất đông bà con giáo dân, cũng như là những người không phải là đạo Công giáo và các tôn giáo khác. Tất cả mọi người dân đều đang là đổ dồn về đây. Vâng, được biết là lễ giỗ năm nay được diễn ra 3 ngày, ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 3 năm 2024. Hôm nay là ngày chính. Trước mặt quý vị là ngôi thánh đường Tắc Sậy, vẫn là một cái biểu tượng tháp chuông đặc trưng của những ngôi nhà thờ Công giáo, rất uy nghiêm, sừng sững vươn lên trời cao. Nơi đây là nơi an nghỉ phần mộ của cha Trương Bửu Diệp. Vâng, quý vị thấy là đã có rất đông bà con đang là tập trung đến đây để tham dự buổi lễ giỗ này. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng có rất đông bà con. Xa xa đây, quý vị đang thấy là nhà mồ của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong giây lát nữa đây, tôi mời quý vị cùng với tôi, chúng ta tiến vào phía trong để tham quan phần mộ của cha. Trước khi bước vào phía trong, tôi mời quý vị xem lại toàn cảnh ngôi thánh đường Tắc Sậy và phần nhà mồ của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Mà chút nữa đây, chúng ta sẽ vào phía trong để viếng phần mộ của ngài. Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Tắc Sậy, nơi có phần mộ của cha Trương Bửu Diệp. Hôm nay là ngày giỗ chính của cha. Chúng tôi mời quý vị cùng với tôi, chúng ta vào để viếng cha Trương Bửu Diệp và tham quan ngôi thánh đường Tắc Sậy, cũng như là tham quan phần mộ của cha Trương Bửu Diệp. Mời quý vị cùng với tôi, chúng ta tiến vào phía trong để tham quan ngôi thánh đường này nha. Bây giờ chúng tôi mời tất cả quý vị cùng theo chân chúng tôi tiến vào phía trong nha. Vâng, bây giờ mới có hơn 6 giờ sáng thôi, trời vẫn còn đầy sương mù, mặt trời chưa sáng hẳn, nhưng rất đông bà con ở khắp mọi miền đất nước, khắp mọi thành phần xã hội, đủ mọi thành phần tôn giáo khác nhau, tất cả đều yêu mến linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Và năm nào cũng vậy, cứ tới ngày giỗ của ngài thì mọi người đều trở về đây dự đám giỗ của ngài, như là dự đám giỗ của một người cha thân yêu của mình. Đây là mặt tiền của ngôi thánh đường Tắc Sậy. Trước mặt quý vị là rất nhiều bà con đã đang là tập trung về đây. Và có vẻ như là có một số người đã ở lại đây từ ngày hôm qua, hoặc là bà con đến đây từ rất sớm để kịp theo dõi
thánh lễ giỗ lần thứ 78 của Ngài. Vâng, một tình cảm hết sức đặc biệt mà mọi người dân của chúng ta dành cho Ngài, bất kể chúng ta là thành phần nào trong xã hội, dù giàu hay nghèo, dù ở tầng lớp trí thức hay bình dân, dù bất kỳ một tôn giáo nào, thì mọi người dân cũng đều dành cho Ngài những tình cảm đặc biệt. Bởi lẽ Ngài là một vị linh mục hết sức linh thiêng. Và khi mà chúng ta cầu nguyện nơi Ngài, thì Ngài sẽ cầu bầu cùng Chúa để phù hộ cho chúng ta được sự bình an, được khỏe mạnh, cất khỏi những cái bệnh tật hiểm nghèo và ban ơn bình an tới cho mọi người. Vâng, một điều hết sức đặc biệt. Đây là mặt tiền của ngôi thánh đường tắc dậy. Khi mà buổi lễ giỗ diễn ra thì với một cái số lượng, mỗi một thánh lễ có hàng ngàn người tham dự, cho nên là nhà thờ ở đây lập một cái khán đài ở bên ngoài để cử hành thánh lễ. Vâng, đây là cái khán đài chính, nơi sẽ diễn ra những cái thánh lễ liên tục từ hôm mùng 10, 11 và hôm nay là ngày 12. Trên bảng chúng ta có thể thấy là hàng chữ lễ giỗ lần thứ 78, cha Francisco Xavier Trương Bụ Diệp. Vâng, có thể nói là những cái ngày lễ giỗ của cha là một cái ngày trọng đại, không chỉ riêng đối với người Công giáo mà còn đối với tất cả mọi người dân, mọi thành phần xã hội cũng như là mọi thành phần tôn giáo đều dành cho cha Trương Bụ Diệp những tình cảm hết sức ưu ái đặc biệt. Đây là quang cảnh mặt tiền của nhà thờ Tắc Dậy. Vâng, đây là bảng hiệu nhà Tắc Dậy, thánh đường Tắc Dậy. Vâng, một cái bảng thánh đường Tắc Dậy, do trời chưa sáng hẳn cho nên chúng tôi nhìn không rõ. Vâng, bức phù điêu mô tả Thiên Chúa và các thánh. Vẫn là một cái tháp chuông đặc trưng của những nhà thờ Công giáo. Ở bên tay phải màn hình của quý vị là trung tâm hành hương cha Phan Bửu Diệp. Vâng, một cái trung tâm hết sức khang trang. Ở trên là hàng chữ trung tâm hành hương của cha Trương Bụ Diệp. Vâng, một cơ sở vật chất hết sức khang trang để phục vụ cho mọi người dân tới đây để chiêm ngưỡng sự linh thiêng của cha Trương Bụ Diệp, cũng như là chiêm ngưỡng ngôi thánh đường nơi có phần mộ của Ngài. Quý vị thấy là rất đông bà con đã trải những cái miếng đệm nằm chờ ở đây, có vẻ như là bà con đã đến đây từ rất sớm. Vâng, rõ ràng là cha Trương Bụ Diệp là một hiện tượng rất lạ trong đời sống tôn giáo, đặc biệt là đối với cha Trương Bụ Diệp. Ngài đã cầu nguyện cách riêng cho mọi người khi mà chúng ta tin tưởng nhờ Ngài cầu bầu. Đây là những anh em truyền thông. Vâng, anh em truyền thông đang là phải ngồi ở trên một cái giá rất cao để ghi lại những cái hình ảnh này và truyền những cái hình ảnh ra các cái màn hình ở chung quanh nhà thờ để phục vụ cho bà con, bởi vì có đến hàng chục ngàn người. Vâng, xa xa bên kia là nhà mồ của cha Trương Bụ Diệp. Vâng, trung tâm của buổi lễ hôm nay là phần mộ của cha Trương Bụ Diệp, mà chút nữa đây chúng ta sẽ vào để viếng phần mộ của cha.
Trước mặt chúng ta là ngôi nhà mồ của cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 78 của cha. Chúng tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta tiến vào phía trong để viếng phần mộ của cha nhé. Tôi xin nêu một vài nét về tiểu sử của linh mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Ngài sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước thuộc làng Tấn Đức, tổng An Bình, tỉnh Long Xuyên, nay là ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ngày nay, thuộc giáo phận Long Xuyên. Ngài có cha là ông Mikae Trương Văn Đặng và mẹ là bà Lucia Lê Thị Thanh. Và cha Trương Biểu Diệp thì được linh mục Du Xe Sớm rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước và lấy tên là Francisco Xavier, đó là tên thánh của ngài. Năm 1904, lúc mà cha Trương Biểu Diệp lên 7 tuổi thì mẹ mất, và cha Diệp mới theo người cha của mình đến Bắc Tam Bang, Campuchia, sống bằng nghề thợ mộc. Chúng ta có thể hình dung là ngài có vóc dáng của một cuộc đời giống như Thánh Giuse. Ngài cũng làm thợ mộc. Đây là mặt tiền của nhà mồ, nơi an nghỉ của cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Vâng, một ngôi nhà mồ hết sức khang trang. Một ngôi nhà mồ bề thế, rộng rãi, không những là để nơi an nghỉ của ngài được khang trang, mà còn là nơi để cho mọi người dân đến kính viếng ngài. Bây giờ chúng ta tiến vào phía trong để tham quan toàn cảnh phần mộ của cha Trương Biểu Diệp trong cái ngày lễ này. Vâng, rất đông bà con giáo dân cũng như là những cái bà con ở tôn giáo khác, đủ mọi thành phần, đủ mọi tầng lớp xã hội. Dù bất cứ tôn giáo nào thì mọi người cũng dành những cái tình cảm đặc biệt cho cha Trương Biểu Diệp, mà người dân ở đây thường gọi một cái tên hết sức thân thương, đó là cha Diệp. Vâng, đây là quang cảnh phía bên trong phần mộ của ngài. Quý vị thấy là hết sức đông đảo bà con, đủ mọi thành phần trên khắp cả miền đất nước. Có những người từ ở ngoài miền Bắc xa xôi cũng đổ đường vào đây để viếng ngài nhân dịp giỗ lần thứ 78 của ngài. Vâng, trên gương mặt của mọi người chúng ta thấy toát lên một nét thành kính. Ngồi quanh cái phần mộ của ngài, đây là phần mộ của ngài ở giữa, mọi người dân đang là ngồi ở chung quanh, mọi người đều hết sức thành kính, trang nghiêm ngồi quanh cái phần mộ của ngài. Vâng, chúng ta có thể là nhận thấy rằng mọi người đều dành cho cha những tình cảm hết sức đặc biệt, coi phần mộ của cha như phần mộ của người thân của mình. Tình cảm của người dân Việt Nam chúng ta luôn quý trọng tất cả những cái vị cha ông của chúng ta đã hy sinh cho mọi người, đã hy sinh vì dân tộc này, cũng như là vị linh mục đã hy sinh vì con chiên của mình. Quý vị thấy là trên gương mặt mọi người hết sức thành kính,
họ quỳ phục ở bên ngôi mộ của Ngài. Những nét mặt thành kính, hết sức chân thành. Quý vị đã biết rằng có rất nhiều những giai thoại có thật về những cái phép màu mà cha Diệp đã ban cho mọi người. Vâng, chúng tôi sẽ tổng hợp những cái phép lạ nhiệm màu đó trong những cái video sau để hầu quý vị. Quý vị thấy là đủ mọi thành phần, tuổi tác, giai cấp trong xã hội, đủ mọi thành phần tôn giáo, bà con đến đây hết sức thành kính để viếng phần mộ của Ngài và đặt tay trên phần mộ để mong Ngài sẽ chuyển lời cầu bầu của mình đến Thiên Chúa, để Thiên Chúa phù hộ cho chúng ta được bình an trong cuộc sống, hết bệnh tật và gặp nhiều điều may mắn. Vâng, quý vị thấy là kể cả những người bạn trẻ cũng hết sức thành kính, thành tâm để cầu nguyện với Ngài. Đây là một bức tượng của cha Trương Bửu Diệp đang là quỳ gối cầu nguyện. Vâng, mọi người đến với cha như đang tâm tình, như đang chia sẻ những cái nỗi niềm của mình trong cuộc sống, chứ không phải là đến với Ngài có một cái khoảng cách. Vâng, quý vị thấy đó, tình cảm của mọi người dành cho cha như là một vị cha đúng nghĩa của mình. Vâng, quý vị thấy hết sức cảm động. Những cái hình tượng nó là một cái phương tiện để nâng đỡ tâm hồn chúng ta, để cho chúng ta có một nơi để tìm về sau những ngày tháng vất vả trong cuộc sống. Chúng ta mệt mỏi với những cái lo toan của cuộc sống, cơm áo gạo tiền. Những lúc chúng ta gặp mà những cái điều không may mắn trong cuộc sống, những cái muộn phiền, thì cha Trương Bửu Diệp đúng là một người cha theo nghĩa đen, để cho chúng ta trở về với Ngài, dựa vào bờ vai của Ngài, mặc dù chỉ là hình tượng, nhưng điều đó giúp cho nâng đỡ tâm hồn của chúng ta rất nhiều. Và những cái việc mà cha Trương Bửu Diệp đã ban rất nhiều phép lạ cho bà con ở đây, quý vị thấy là rất nhiều người dân đang là tựa vào bờ vai của cha. Vâng, một hình ảnh chúng tôi hết sức xúc động, không có thể nào mà chúng tôi nói lên là người ta tựa vào bức tượng của cha như tựa vào bờ vai của cha, của mẹ mình. Những cái lúc mệt mỏi trong cuộc sống, gặp những điều không may mắn, chúng ta trở về đây. Vâng, quý vị thấy là hết sức cảm động những cái hình ảnh quá đỗi gần gũi với đời thường. Có thể nói rằng mọi người dân, bất kể là lương giáo, bất kể thành phần xã hội nào, bất kể quan điểm chính trị nào, đều dành cho cha Diệp những tình cảm hết sức đặc biệt. Quý vị có thấy là rất nhiều bà con phủ phục quanh phần mộ của Ngài. Vâng, có thể nói rằng không có một dân tộc nào mà lại có một cái tình cảm đặc biệt dành cho những cái vị tiền nhân của mình. Vâng, quý vị thấy là chúng tôi hết sức cảm động. Ngài không chỉ là một vị linh mục ban nhiều những cái hồng ân xuống cho mọi người, mà Ngài còn là cái nơi chốn để cho chúng ta nương tựa về mặt tinh thần trong những cái lúc mà chúng ta gặp những cái điều muộn phiền trong cuộc sống. Chúng tôi cũng xin nói lại là
Năm 1909 thì Linh Mục Phêrô Nguyễn Huỳnh Tiền đưa cha Trương Bửu Diệp vào học tại Đại Chủng Viện, xin lỗi quý vị, tại Tiểu Chủng Viện Cù Lao Diêng, nay là thuộc xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Sau đó thì thầy Diệp tiếp tục học Đại Chủng Viện tại Nam Vang, Campuchia. Vì vào cái thời đó đó thì các cái giáo xứ ở trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long này đều trực thuộc giáo phận Nam Vang, cho nên là cha Trương Bửu Diệp phải qua bên Nam Vang để học Đại Chủng Viện. Quý vị thấy là rất nhiều bà con tới bên cạnh cái bức tượng của cha Trương Bửu Diệp. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng những cái hành động của bà con ở đây trước những cái pho tượng của ngài hết sức gần gũi, hết sức thân thương, như là những người con trở về với người cha của mình, không hề có một khoảng cách. Chúng ta tìm về phần mộ của cha Diệp trong cái ngày lễ giỗ này như là chúng ta trở về nhà người thân của mình, trở về với cha mẹ của mình. Quý vị cứ thấy những cái hình ảnh này thì quý vị đủ biết rằng những lời tôi nói là không quá đáng. Vâng, tôi có thể nói rằng chúng tôi rất xúc động trước những cái hình ảnh này. Điều đặc biệt ở đây nữa là mọi người dân ở đây không phân biệt tôn giáo, bất kỳ tôn giáo nào cũng được ngài dành cho những cái hồng phước rất đặc biệt nếu chúng ta có niềm tin ở nơi ngài. Và theo tôi được biết thì hồ sơ phong thánh của ngài đã được gửi qua tòa thánh ở Roma, chỉ còn là chờ tòa thánh phê duyệt. Nhưng điều đó không quan trọng đối với tình cảm của người dân dành cho cha Trương Bửu Diệp, bởi vì đã từ rất lâu cha Trương Bửu Diệp đã là một vị thánh trong lòng của người dân chúng ta rồi. Còn tất cả chỉ là thủ tục, điều đó không quan trọng đối với tình cảm của bà con ở đây dành cho cha. Vâng, ngày 20 tháng 9 năm 1924, sau một thời gian đi học tại Đại Chủng Viện thì thầy Diệp được thụ phong linh mục tại Nam Vang. Vâng. Và năm 1924 đến 1925 thì cha Trương Bửu Diệp được bề trên bổ nhiệm làm linh mục phó của giáo xứ Hồ Chư, một giáo xứ của người Việt sinh sống tại Kandan, Campuchia. Năm 27 đến năm 29 thì cha Diệp trở về nước và làm giáo sư tại Chủng Viện Cù Lao Diêng. Tháng 3 năm 1930 thì cha về nhận nhiệm sở tại giáo xứ Tắc Xạy này. Trong những cái năm làm nhiệm vụ tại đây thì cha đã thành lập được thêm rất là nhiều những cái giáo xứ lân cận, như là Bà Đốc, giáo xứ Campo, giáo xứ An Hải, giáo xứ Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Chéo, Gò Đồng, Rạch Rắn. Vâng, đến năm 1945-46 thì do chiến tranh loạn lạc khiến nhiều giáo dân phải di tán. Linh mục bề trên là Trần Minh Kỳ ở Bạc Liêu và cả người Pháp cũng kêu gọi cha Trương Bửu Diệp lánh mặt, khi nào tình hình nó yên ổn thì trở về giáo xứ. Nhưng cha vẫn một mực từ chối và trả lời với họ rằng: tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên, tôi không đi đâu hết. Đó là lời của cha Diệp. Vâng, cha hết sức khí khái và hết sức yêu thương đoàn chiên của mình. Những cái thông tin, những cái số liệu tôi đang trình bày với quý vị là nguồn của Wikipedia. Nếu có điều gì thiếu sót hoặc là chưa đúng thì xin quý vị comment ở bên dưới để giúp đỡ chúng tôi
bổ sung thêm những cái kiến thức hiểu biết về Ngài. Còn đây là cái phần mộ khi mà ngày năm 46 ngày tử nạn, thì thi hài của Ngài được chôn cất tại giáo họ Khúc Chéo, cách Tắc Sậy này khoảng 8 km về phía Cà Mau. Đến năm 1969 thì cải táng cha về nhà thờ Tắc Sậy và an táng Ngài ở đây. Và một thời gian sau thì mới di dời Ngài một lần nữa qua phần mộ mà hồi nãy quý vị vừa được theo dõi trên màn hình. Còn đây là cái nơi mà đưa Ngài từ Khúc Chéo về đây. Đây chỉ còn là cái di tích khi mà đưa thi hài của Ngài từ Khúc Chéo về, an táng ở đây. Bây giờ thì giáo xứ vẫn còn giữ lại những cái di tích này để cho mọi người đến tôn kính thờ lại Ngài. Đây là hình ảnh cha Trương Bửu Diệp tại vị trí lần thứ nhất khi mà cải táng Ngài từ giáo họ Khúc Chéo đưa về đây. Tôi xin nêu thêm một số thông tin khi mà Ngài bị bắt và bị giết hại. Thì đến nay thông tin về vụ bắt và giết hại linh mục Trương Bửu Diệp thì cũng chưa có những cái sự thống nhất. Có nguồn cho rằng vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 thì linh mục Trương Bửu Diệp bị lính Nhật và một số những cái tên gian ác khác bắt cha cùng với 70 giáo dân tại giáo xứ Tắc Sậy và bị lùa đi nhốt chung với bổn đạo tại một cái lẫm lúa của ông giáo sự ở Cây Gừa. Cũng theo lời kể thì quân lính chất rơm định là đốt tất cả, nhưng mà cha Diệp đứng ra nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ cho dân, đồng thời an ủi những cái người mà bị bắt cùng với Ngài. Và cha đã cố gắng để giải cứu giáo dân của mình. Và cuối cùng thì vì cứu những giáo dân của mình mà Ngài đã bị những người lính đó sát hại. Và những cái thông tin chúng tôi vừa trình bày có thể chưa được đầy đủ và thiếu sót. Nguồn cung cấp những thông tin của chúng tôi được dẫn từ nguồn Wikipedia. Đây là cái nơi mà an nghỉ của Ngài khi mà được đưa hài cốt của Ngài từ Khúc Chéo về. Bây giờ đã chuẩn bị đến giờ cử hành thánh lễ chính của chương trình lễ dỗ ngày hôm nay. Đây là một số giáo dân. Thánh lễ đã được bắt đầu rồi. Chúng tôi mời quý vị theo dõi thánh lễ này nhé. Thầm kính Đức cha Stefano đấng toàn quyền giáo phận Cần Thơ. Kính thưa quý cha, quý cô sĩ nam nữ, quý chủ sinh, kính thưa quý ông bà và anh chị em khách thành hương. Cách đây 78 năm, cha cố Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã kết thúc một cuộc đời một cách đau thương, noi gương Đức Giêsu vì một tử nhân lành. Cha Francisco Xavier đã chết giữa đoàn chiến, đã chết để bảo vệ đoàn chiến, đã chết để cùng với những người tín hữu làm chứng cho Đức Giêsu. Giáo xứ Tắc Sậy của chúng ta từ nhiều thập niên trở lại đây đã trở thành một điểm hành hương thân thương. Và ngày 12 tháng 3 mỗi năm có rất đông quý ông bà và anh chị em từ khắp nơi trong và ngoài nước
đến với nơi này. Chúng ta là những khách hàng đông đến đây để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội, ban cho chúng ta một mẫu gương về đời sống đức tin và mẫu gương về đời sống thực tế. Nơi đây, cha Francisco Xavier đã gắn bó với cộng đoàn tín hữu trong suốt thời gian 16 năm, đã hy sinh phục vụ, và những nhân đức và lòng can đảm của Ngài đã làm cho mảnh đất này trở nên linh thiêng. Chúng ta đến nơi này để xin cha Francisco Xavier cầu nguyện Chúa cho chúng ta được an lạc, cho chúng ta được vững vàng trong đời sống đức tin, cho chúng ta luôn luôn có được sức mạnh để vượt lên những khó khăn thử thách của cuộc đời. Giờ đây chúng ta cũng yêu cầu thành xin là ơn sáng Chúa thánh tẩy tha thứ mọi yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Suối nước tôi không thể đi qua được.
vì nước suối dâng lên cao quá, hạt lội mới đi qua được, nên người ta không thể đi qua được. Người ấy nói với tôi, hỡi người, hẳn ngươi đã xem thấy, rồi ông dẫn tôi đi, rồi dẫn trở lại đến bờ suối. Khi trở lại, tôi thấy hai bên suối có nhiều cây cối. Người ấy lại nói với tôi, nước này cạn về phía vùng cát, phía đông, cạn xuống đồng bằng hoang địa, rồi chạy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động nhờ suối nước chảy qua đều được sống, sẽ có rất nhiều cá, và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ ở một phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên, lá của nó sẽ không khô héo và trái của nó sẽ không bao giờ hết. Mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ, trái của nó dùng làm thức ăn và lá của nó dùng làm thuốc uống. Đó là lời Chúa. Gửi tín hữu Roma. Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi xin nói với từng người trong anh em,
Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều, nhưng chỉ là một phần thân thể trong Đức Kitô. Ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì cứ phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì hãy vui vẻ. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành, không trễ nại, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đó là lời Chúa. Xong lời chúc xin cầm đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: Thật Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tâm tình yêu mến và trong niềm tin thác cảnh trông của người tín hữu Việt Nam chúng ta, thì cha Francisco Xavier Trương Mục Diệm được coi như một vị tượng đạo và được coi như một vị thánh. Bởi vì ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha cố Francisco Xavier của chúng ta đã kết thúc cuộc đời một cách đau thương bởi những người thù ghét đạo Công giáo. Tuy vậy, để được tôn vinh chính thức là một tấm thánh hay một vị tượng đạo thì cần phải có sự công nhận của tòa thánh và phải cử chính Đức Giáo Hoàng tôn phong.
Vì thế mà mỗi năm ngày 12 tháng 3 chúng ta cử hành thánh lễ này, gọi là thánh lễ dỗ cha Francisco Xavier. Đây là thánh lễ giúp cho chúng ta tưởng nhớ về hồn một tỷ mục tử, giúp cho chúng ta học lại, ôm lại, nhìn lại cuộc đời của người, cái chết của người, và nhất là tâm nhân đức của người và tâm tình mục tử của cha Francisco Xavier. Từ đạo là chết cho Chúa, chết vì đạo, chết về đức tin. Chúng ta có 117 thánh tử vì đạo, là những người đã chết vì đức tin và đã được tòa thánh tôn phong chính thức. Nhưng mà nếu hiểu từ đạo là làm chứng cho Chúa, thì có rất nhiều vị thánh không phải là từ đạo mà vẫn là chứng nhân cho Chúa. Bởi vì từ đạo theo nguyên nghĩa chính là làm chứng. Đức Giêsu là vị từ đạo đầu tiên, đồng thời cũng là chứng nhân đầu tiên về tình thương của Thiên Chúa một cách cao cả và trọn vẹn. Vì thế, từ đạo chính là làm chứng cho Chúa, làm chứng cho chân lý, làm chứng cho lẽ phải, làm chứng cho sự thật và làm chứng cho tình yêu thương. Như thế, mỗi người tín hữu chúng ta đang là những chứng nhân của Chúa Giêsu giữa đời. Chúng ta trước hết là chứng nhân cho sự hiện hữu của Chúa. Người tín hữu là người tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin vào Thiên Chúa do Đức Giêsu mặc khải. Nhưng mà Thiên Chúa là đứng vô hình, người ta không thể chạm tới Thiên Chúa bằng giác quan, không thể nhìn thấy Thiên Chúa bằng đôi mắt. Vì thế mà những ai đã gặp gỡ Chúa bằng đức tin có một phần phải làm chứng cho Chúa để khẳng định với mọi người rằng Thiên Chúa hiện hữu và Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, làm chứng cho Chúa là ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu. Bất kể là người già hay người trẻ, bất kể là người ở thành phố hay người ở nông thôn, đã là những tín hữu công giáo đã được lãnh nhận bí tích thánh tể thì chúng ta có một phần phải làm chứng cho Chúa. Làm chứng cho Chúa như vừa nói là khẳng định Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta. Nhưng mà làm chứng không phải chỉ bằng ngôn từ, làm chứng phải được thể hiện bằng hành động. Thánh Phaolô trong bản sách thánh gửi thứ hai chức sách, chức thư của Ngài gửi cho giáo dân Roma đã đưa ra những lời khuyên rất cụ thể để giúp cho chúng ta trở nên những người chứng nhân đích thực của Thiên Chúa. Đó là những người từ tâm, những người khiêm nhường và những người cần thận trọng trong ngôn từ và có đức bác ái đích thật, đức bác ái không giả tạo, sống tình liên đới đối với anh chị em và kết nối tình huynh đệ giữa mọi người với nhau để làm thành một gia đình của giáo hội và gia đình của Thiên Chúa. Như thế chúng ta thấy những gì Thánh Phaolô biết thực sự là giáo huấn của Chúa Giêsu để giúp cho chúng ta trở nên nhân chứng của phúc âm, nhân chứng của Đức Giêsu. Trong công cuộc sứ mạng làm chứng cho Chúa, chúng ta làm chứng bằng lời nói, chúng ta làm chứng bằng nghiệp làm, và có những khi phải làm chứng bằng chính mạng sống mình. Đức Giêsu trong bài tin mừng đã nói với chúng ta về hình ảnh của một hạt lúa mì gieo xuống lòng đất. Ý tưởng này chúng ta suy niệm nhiều lần trong mùa trai thánh, là mùa hồng phúc, là mùa sám hối, là mùa trở về để canh tân bản thân. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ về hình ảnh hạt lúa mì gieo xuống lòng đất chấp nhận sẽ mục nát đi để trở nên một cây mới, là Chúa có ý ám chỉ đến chính bản thân người. Bởi vì Chúa Giêsu là hạt lúa vĩ đại đã được gieo vào lòng đất. Chúa đã chết trên cây thập giá và được an táng trong mộ. Chúa đã chết như biết bao nhiêu người khác, nhưng mà Chúa đã phục sinh, Chúa đã chiến thắng tử thần, Chúa đã bước ra khỏi mộ vinh quang như một hạt lúa mì chấp nhận chịu mục nát trong lòng đất và đã nảy mầm
để sinh hoa kết trái. Như thế, chúng ta, người Kitô hữu, mỗi người đều là chứng nhân của Chúa Giêsu, và nhìn một cách nào đó, chúng ta đang là những người tử đạo. Bởi vì ơn gọi tử đạo gắn liền với đời sống của người Kitô hữu, Chúa Giêsu đã nói, ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, bắt thập giá hàng ngày mà theo tôi. Như thế, cuộc đời của chúng ta luôn luôn mang trên đôi vai những gánh nặng, những trăn trở, những lo toan, những bận rộn. Và với ơn phù trợ của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy gánh cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Chúa Giêsu đã hứa, tất cả những ai gánh nặng và khó nhọc, hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các người. Bởi vì gánh của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến học trong mái trường của Chúa, hãy học cùng tôi để tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta hành hương về nơi đây, nơi giáo sứ và cha Francisco Xavier Trương Thủ Thượng đã coi sóc 16 năm và đồng thời có nơi có phần mộ của người. Chúng ta về đây để cầu nguyện với Thiên Chúa. Chúng ta về đây để tri ân cha cố Francisco Xavier và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta những ân cần thiết. Mỗi khi về hành hương tại một nơi thánh nào đó, chúng ta đều mang theo những lo âu, những bận rộn, những băn khoăn, những khó khăn, những thất bại, những vấp ngã của cuộc sống để xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Thực sự cha chưa đủ diệt, chưa có thể ban ơn cho chúng ta. Tất cả mọi ơn đều là Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà cha Francisco Xavier cầu bầu của Chúa, và nhờ lời cầu bầu cũng như nhờ những công đức của người, nhờ sự chết can đảm anh hùng của người, nhờ một đời sống mục tử trọn vẹn hiến thân phục vụ giáo hội của người, mà Chúa ban cho chúng ta những ơn này, những ơn mà chúng ta cầu xin nhờ lời truyền cầu của cha cố Francisco Xavier. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hành hương về đây trong tâm tình của mùa chay. Mùa chay là mùa sám hối, là mùa hòa giải với Chúa và hòa giải với anh chị em. Mùa chay cũng là mùa canh tân đổi mới cuộc đời. Tất cả những thực hành của mùa chay, những thực hành truyền thống như cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc bố thí đều giúp cho chính bản thân chúng ta được nên hoàn thiện và nên tốt hơn. Mùa chay cũng là dịp để giúp cho chúng ta suy tư về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là hạt lúa mì đã gieo vào lòng đất, Chúa đã phục sinh, chúng ta cũng thế. Những đau khổ, những khó khăn, những âu lo của cuộc sống hiện tại, nếu chúng ta nhìn với cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ có thể hóa giải và làm cho trở thành niềm vui và sự bình an trong cuộc sống. Tất cả những điều ấy, những hy sinh trong cuộc đời là hạt giống chấp nhận mục nát để với niềm hy vọng nảy mầm và sinh bông kết trái. Mùa chay kết thúc bằng lễ phục sinh. Chúa Giêsu đã chiến thắng thần chết, Chúa Giêsu đã chiến thắng đau khổ và Chúa Giêsu đã chiến thắng sự ghen ghét. Xin Chúa cho chúng ta sống tinh thần mùa chay đẹp lòng Chúa như giáo hội mong muốn, để chúng ta trở nên những người chứng nhân đích thực của Chúa. Cha Francisco của chúng ta là một hạt lúa gieo xuống lòng đất. Và đây là một hạt sinh rất nhiều bông hạt mới, như hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng có biết bao nhiêu khách hành hương đến với nơi này. Đó chính là những bông hạt và từ hạt lúa có tên là Francisco Xavier Trương Phủ Diệp đã làm nảy sinh và nhân lên gấp bội. Mỗi chúng ta về với nơi này, chúng ta được mời gọi thinh lặng, chiêm niệm, cầu nguyện, suy tư để học hỏi những nhân đức của cha cố Francisco Xavier. Đồng thời, nài xin lòng thương xót của Chúa để Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết. Mỗi người chúng ta đang cần thiết rất nhiều điều trong cuộc đời. Xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, của Thánh Giuse mà chúng ta tôn kính trong tháng 3 này,
và nhờ lời truyền cầu của thật cha Francisco Xavier Chương Bổ Diệm, xin Chúa ban cho chúng ta muôn ơn lành bổ sát, và xin Chúa nói thương chấp nhận những ước nguyện mà chúng ta thưa với Chúa trong ngày thương phẩm phúc này. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Gioan đã nói không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Đức Giêsu Kitô đã không hề gọi chúng ta là bạn hữu và đã hiến mạng sống Ngài cho chúng ta. Noi gương về mục tử nhân lành, cha Francisco Xavier Chương Bổ Diệm đã sống hết mình cho đoàn chiên đến nỗi đã hy sinh cả mạng sống của Ngài. Về từ nhau đây để cùng với cha tôn vinh tình yêu Thiên Chúa. Đồng thời, qua lời truyền cầu của cha, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết. Giáo hội là cộng đoàn hiệp thông. Chúng ta cầu nguyện cho những vị lãnh đạo trong giáo hội, cách riêng là Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục Việt Nam luôn được khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để các ngài dẫn dắt giáo hội về bến bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thế giới hôm nay còn biết bao người chưa được hưởng tình yêu thương, nhất là trẻ em ở những nước nghèo, chậm phát triển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nhà lãnh đạo quốc gia biết quan tâm xây dựng công bằng, bác ái xã hội, cho những nước giàu có biết san sẻ với những nước nghèo, để mọi người được ấm no, hạnh phúc và thế giới chan chứa tình yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Có rất nhiều người đến với cha Francisco Xavier Chương Bổ Diệm vì tin rằng cha có thể cũng giúp họ. Xin cho những người đó biết rằng chính Thiên Chúa mới là nguồn ơn phúc lành, còn cha Francisco Xavier Chương Bổ Diệm là người chuyển cầu những lời khấn nguyện. Xin cho họ biết tin vào Thiên Chúa là cha yêu thương, đấng mà cha Francisco Xavier Chương Bổ Diệm hết lòng tin tưởng và tôn thờ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đang hiện diện nơi đây vì lòng yêu mến cha Francisco Xavier Chương Bổ Diệm. Xin Chúa qua lời bầu cử của cha trả công bội hộ cho những hy sinh khó nhọc, nhất là xin cha chuyển cầu cho những lời khấn nguyện của chúng ta được Chúa nhận lời, để nếu Chúa muốn thì sớm tôn vinh cha trên bàn thờ các thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho cha Francisco Xavier Chương Bổ Diệm được nhân đức sáng ngời. Hôm nay kỷ niệm ngày cha về cùng Chúa, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con hằng biết noi gương người để lại, để trọn đời yêu mến Chúa và hết tình phục vụ tha nhân. Xin Chúa nhận lời người chuyển cầu mà nâng đỡ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thánh lễ cũng đã gần xong rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video này. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị
bỏ qua và đóng góp ý kiến để giúp cho chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn. Và kính chúc quý vị được nhiều hồng ân mà cha Trương Bửu Diệp sẽ đem đến cho quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.